Tiếp tục chào đón các bác đến với một số mã loa tổng hợp tiếp theo. Đợt này em chào đón quý vị tất cả đa số là chân dài siêu mẫu. Loa chân dài siêu mẫu hết quý vị ạ. Hàng khủng, hàng độc, nhiều hàng lắm. Cái gì cũng có. Và để trước khi vào clip thì em xin đính chính lại cái clip này. Đây là hai đôi loa, cái lô loa này em lấy về, đây là đôi loa BMW kép. Con này là chưa lắp đế nhé, cái đế của nó đây này, lắp vào nó sẽ cao y như con này. Không, các bác lại bảo tại sao con thấp mà giống nhau nhé. Nó vẫn là một mã nhưng chưa lắp đế kìa, đế này kia. Em có lấy về ba đôi loa này, hôm đầu tiên là về được đôi này, hôm nay là về tiếp theo lô. Do cái lít người ta ghi là cái giá chung đấy nên về em lại báo các bác là đôi loa này giá 25.800.000 là sai nhé. Sai. Nó chỉ có 24.800.000 thôi. Còn cái đôi là giá 25.800.000 là đôi đấy, cái vỏ của nó là màu đỏ, bóc đô rất là đẹp, nó là màu đỏ. Cái màu đỏ nó cao giá hơn 1 triệu nhé. Để cho em sẽ chỉnh trong clip một số bài kia, sẽ chỉnh lại giá những cái clip ấn test để cho các bác biết. Có nghĩa là cái mức giá của hai đôi này chỉ có 24.800.000 thôi. Còn cái mức mà 25.800.000 hôm trước em đăng cái đôi này đầu tiên ấy, em test giới thiệu các bác, nó là của đôi cũng mã này nhưng mà vỏ của nó tất cả là vỏ màu đỏ bóc đô nhé, nó màu đỏ, nó ra hơn 1 triệu. Để tránh không là phải thầy nói như thế để xong thì em chỉnh sửa trên giá như kia, không các bác lại bảo sao báo trong một giá lại ghi ngoài một giá, để tránh nhé. Ở đây là hai đôi BMW kép, có đôi màu đỏ đang về, còn chưa biết ngày hôm nay hay mai có nghĩa nó đang về rồi. Thì đấy, có nghĩa là hôm đấy em nhập mà đôi này thì em cũng không hỏi mã, em cứ thấy báo là giá thế em về cứ hết vào thôi. Hết thì thành ra nó cao hơn. Chỉ có một đôi màu đỏ duy nhất là nó đắt hơn 1 triệu. Còn hai đôi này giá 24 triệu. Thì sau đây em sẽ ghi luôn nhé. Giá chính của nó là 248 này. Con này cũng 248. 248. Con này còn đâu, được chưa? Đấy. Được chưa? Đấy, sau đây em sẽ bắt đầu giới thiệu đến quý vị một số mã loa này. Đây là hai đôi loa BMW kép. Hai đôi loa BMW kép có giá là 24.800.000. Đôi này em đã có clip test nhạc cho quý vị rồi. Và tóm lại là dòng này thì có đôi nào nó đánh như đôi nào, nó một mã mà. Đây. Về mã của em nó thì em đã báo đằng sau cho quý vị rồi. Đây là đôi loa BMW kép 683. Hàng BMW kép 683, công suất 200W một loa, một đôi của nó là 400W, trở kháng 8 ohm. Con này là đét sinh in UK nhé, đây này. Đét sinh in UK là sản xuất thiết kế theo tiêu chuẩn của loa của Anh, được chưa? Ở những đôi loa này thì không còn gì để nói nữa rồi, nó là hàng đẳng cấp. Đẳng cấp cao cấp, giá tiền thì như vậy là để trong gia đình mà chỉ cần một đôi loa này duy nhất thôi. Hôm qua em đã có test cho quý vị về đôi loa rồi. Chất bát nó không thể nào chê được. Không chê được một tí nào luôn. Không chê được một lời nào. Đấy là em mới đánh cho quý vị với cái com ly có hơn. Com ly có hơn 4 triệu. Đổ lên đôi dép không lại đi dầm nhầm đôi dép trong nhà, dép đỏ. Các bác cứ suốt ngày cũng đòi mua dép. Nếu anh thôi. Không anh phát. Các bác xoay ghê đó. Kiểu dép đi trong nhà cứ tiện là vớ. Để có đôi dép đỏ các bác cứ gạ mua dép. Đôi loa này có chiều cao là 1m03. 1m03 chiều cao nhé. Chiều sâu của loa em là em phải tính ván để cho các bác ke đấy. Cho các bác ke. Chiều sâu của loa, chiều sâu của loa là có giá là 37. Chiều sâu của loa là ga chết, chiều sâu lại có giá 37. Chiều sâu của loa có chiều sâu là 37. Chiều ngang là 32. Đấy là em phải tính cái chân để có thả đặt thọt thực tế. Còn chiều sâu của nguyên thân loa không nhé, chiều sâu của nguyên thân loa là 34, chiều ngang 34 nào, tại căng nữa thì nó phải 34, 35,5, chiều sâu 35,5, chiều ngang là 20, đấy là thực tế thân thùng, còn kia thì được chưa? Và đôi loa này có giá là 24.800.000 nhé, còn chỉ có đôi màu đỏ bóc đô là 25.800.000. Hôm trước báo giá sai nên em sẽ chỉnh một số chỉnh giá của hai clip test đôi này. Tiếp theo sang đến đây nhiều lắm, sang đến cái bộ loa thi văn,
dòng loa toàn giải. Các bác cứ search vào trên trang nhá, đây, trên trang Google của Google, trên trang Google các bác search vào thivan.com và các mã đây. Đây là một combo của Thivan khi sản xuất ra đầu tiên, combo loa toàn giải. Đây, với loa toàn giải bát 25 của Thivan ra đầu tiên. Đây là của một bác khách nâng đời lên tai noi, chơi tai noi nên bác để lại cho các bác giá rất là nhẹ nhàng, mềm nhá. Cả đôi loa Thivan này với lại con âm ly đèn L84. Các bác muốn chi tiết của em nó chỉ cần gõ Google là biết ngay cái bộ combo này đi với nhau rồi. Là như thế nào các biết, bác biết nhá. Và đây, đôi loa Thivan này, đây Thivan này là mã của nó là full Ranger 10. Con Ranger 10 được chưa? Ranger 10. Độ nhạy của nó là 95 dB, trở kháng 8 ohm. Nhưng mà cái kênh của Thivan này là các bác ấy đã ghép con này với con âm ly này của nó đi bộ với nhau, combo hợp với nhau rồi nhá. Hợp với nhau rồi. Nhưng không phải nói nhiều. Và giá của cái bộ này các bác đừng có giật mình, mà các bác nhanh chơi thế này cho em, bác nào thích bolero trữ tình cổ điển guitar tóm lại dòng nhạc nhẹ. Giá giật mình đây, 12.800.000. Cả một cái âm ly đèn này nhá, cả cái âm ly đèn này, âm ly đèn của Thivan này. Âm ly đèn L84 và hai con loa toàn giải của Thivan này nhá. Hai loa toàn giải đây. Đây là phía sau lưng, được chưa? Đây là phía trước, mặt đằng trước có cái e-căng đầy đủ đấy nhá các bác nhá. Đây, đầy đủ e-căng đầy đủ nhá. E-căng của nó đầy đủ đây, nhưng mà em đấy. Nó Thivan bát 25. Đây, dưới cùng là lỗ thông hơi. Thivan Ranger, Thivan full Ranger 10, chưa? Giá 12.800.000 cả bộ, một đôi loa và một âm ly đèn. Bác nào sáng ra chơi đẳng cấp rồi, ghép cũng hay rồi. Không thể chê được những đôi loa này đâu. Các bác nghe các bác biết. Các bác nào cần chi tiết những bản test của bộ này, đầy người test combo trên đấy rồi. Được các bác. Em không cần test. Hoạt động bình thường tốt. Khách hàng người ta chơi bây giờ người ta nâng cấp lên tay noi cả 100-200 triệu người ta bán lại đấy. Cho nhanh. Tiếp tục sang tiếp với lại đôi loa cây khủng tiếp theo. Nó thiết kế với lại một bát này, 1, 2, 3, 4 bát, 4 bát và 1 tép. 4 bát 1 tép. Đây là đôi loa Pol Audio. Đang nói với đôi loa Pol này thôi nhá, không phải con loa center trên này đâu nhá. Đây là đôi loa Pol Audio thiết kế với 4 loa bát, 1 loa tép, được chưa? 4 bát 1 tép. Đấy. 4 bát 1 tép. Để em đi vào phía sau cho quý vị. Em đặt hơi kín, không có đường đi vào, lần sau phải hở một lối đi nhá. Đây. Đây về phía sau của đôi loa Pol Audio này. Đây. Đây là đôi loa Pol Audio, được chưa? Hàng USA. USA luôn, được chưa? Pol Audio hàng USA. Đấy, hàng USA, có thấy chưa? Thùng vách phía sau rất là đẹp. Giá của đôi loa Pol Audio này có giá là 9.900.000, thiết kế với 4 bát luôn. 4 bát. 9.900.000 với 4 bát liền. Bác nào nhanh tay, với giá như thế thì bác nào lấy được thì lấy, alo thôi. Còn xác định mặc cả với em thì thông cảm. Pol Audio 9.900.000 đô la cây khủng này, được chưa? Để em đo kích thước đô la cây cho các bác. Về chiều cao của đô la cây, đôi này có chiều cao là 98 phân, chiều cao 98. Chiều sâu tính cả e căng là 37. Chiều ngang 26,8. Đấy, 26,8. Giá của đôi loa Pol Audio loa cây khủng này có giá là 9.900.000. Tiếp theo lên đến con loa center này. Đây là con loa center, bác nào cần chất âm dòng loa center. Đây, con này nặng trịch luôn. Loa center Pol Audio, nguyên con loa này thôi nhá. Đây là loa center. Các bác về phối theo các bộ dàn của bác. Loa center giá 2.900.000. Nặng như cối đá luôn. 2.900.000 con loa center này. Đây. Một lỗ thông hơi đây. Sau. Giá 2.900.000. Có e căng đầy đủ. E căng của con này đầy đủ, được chưa? Center này 2.900.000. Tiếp tục sang với đôi loa cây tiếp theo nữa, thiết kế với lại 3 bát 1 tép. Đây là đôi loa Heco. Các nhìn chưa? Đôi loa Heco, dòng loa Heco. Dòng loa Heco các bác đã thường xuyên nghe rất là nhiều rồi. Heco, dòng loa đến từ thương hiệu của Đức. Loa
Đức nhá. Nói cô thiết kế với 3 bát màu tép chưa. Và sau đây em sẽ quay một con loa đằng sau để em đỡ phải đi ra đằng sau. Con này nó nhẹ nhẹ em quay thì xem, mà nó cũng chả nhẹ chút nào các bạn, nó cũng không nhẹ. Sau phải cho quay một con ngược con xuôi đây, thôi để này thôi quay. À, báo cáo các bác đây, đây là con loa Heiko em vừa quay lưng của nó một con đằng sau đây. À, đây là phía sau của nó, dưới cùng là lỗ thông hơi. À, đây là đôi loa Heiko ART 1221 của ấy gì đây. À, công suất tối đa của em nó là 340W, chờ kháng 4 ohm 340W đấy. Con này một đôi loa này gần 700W đấy, không ít đâu. Được chưa? Đây, hàng made in cái gì này. Over. Đấy. Có bác nhìn bác dịch hộ em luôn xuống nhanh, em quay gần sát luôn. Được chưa? Heiko. Và đôi loa Heiko này có giá là 7.900.000. Đây, mặt trước của nó đây, thùng này e-căng đầy đủ. E-căng đầy đủ nhá, e-căng vẫn còn dập logo Heiko luôn, có hết nhá. Có giá là 7.900.000. Với 7.900.000 một bộ đôi loa cây khủng như này thì khủng và chất như này thì ít lắm quý vị ạ, không có mấy đâu. Em đo chiều cao quý vị này. À, chiều cao của đôi loa này tròn 1m. Chiều cao 1m. À, chiều sâu 31,5 phân cả e căng. Chiều ngang 22,3. À, đó là toàn bộ clip em vừa giới thiệu đến là quý vị một số mã loa. À, hẹn gặp lại quý vị vào clip sau. Clip sau em sẽ giới thiệu tiếp từ những đôi loa này. Đây, bốt hàng khủng luôn, toàn giải. Và tiếp tục nữa KLH khủng luôn. KLH, các bác nào đang săn KLH 2 tép đây, à, 2 chung đây. Đây phải là một trong những con KLH hiếm, không có mấy đâu. KLH 1 bát 1 tép thì rất nhiều, nhưng KLH 2 chung thì ít lắm, không có đâu. Rồi, cảm ơn các bác.